Nhất Hạnh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Nhất Hạnh và Trần Nguyên Thắng. Nhất Hạnh kính chào anh Thắng. À, chào Nhất Hạnh. Dạ, trong chương trình lần này thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Hạnh đi đâu đây ạ? À, có lẽ đây chúng ta nhắm vào một cái chuyện nói chuyện cho cái trò chuyện cho cái một cái mùa hè. Dạ. Có lẽ một trong những cái điểm mà có lẽ du khách cũng rất là thích thú để đi đến để mà biết thêm về cái nội địa của nước Mỹ của chúng ta. Dạ. Có lẽ đó là Alaska. Yeah. Một tiểu bang về phía cực bắc của Hoa Kỳ, và đây cũng là một tiểu bang mà tôi cho là nó có những cái vị trí hết sức đặc biệt của nó. Hình như Alaska là một trong những tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ đúng không ạ? Nó lớn nhất, yeah. Lớn hơn Texas rất là nhiều. Yeah. Và tiểu bang này nó có tới khoảng trên 1,5 triệu cây số vuông, có nghĩa là lớn lắm. Thành ra thì chúng ta thấy đất thì lớn nhưng mà dân thì ít, dân chưa tới được 1 triệu, khoảng 800,000 dân thôi. Thành ra với một cái số lượng dân như vậy mà với một cái diện tích như vậy thì chúng ta thấy là quá sướng phải không? Yeah. Thế tuy nhiên như anh biết thì phía bắc của Hoa Kỳ chúng ta, nhất là Alaska, nó nằm về phía cực bắc, tức là nói chung thì nó về phía bắc cực của trái đất của chúng ta, và phía bắc cực thì dĩ nhiên là lạnh. Yeah. Phải không? Thành thử lạnh, mùa đông thì rất là lạnh, và dĩ nhiên mùa hè đó là cái mùa mà cũng là hết sức có một cái khí hậu rất là tốt để chúng ta có thể đi đến Alaska để chúng ta thăm viếng cái tiểu bang thứ 49 này của Hoa Kỳ. Dạ, vậy thì thường đầu tiên là mình nhìn Thắng nói là nằm ở cực bắc thì nghe có vẻ rất là xa, nhưng mà ví dụ như thường ví dụ như khách tới thì đi là bằng máy bay hay đi bằng cách nào để tới đó anh Thắng? Đến Alaska chúng ta có nhiều cách để chúng ta đi. Dạ. Tùy theo là nhất anh muốn đi như thế nào. Dạ. Nhất anh có thể đi cruise. Dạ. Và đi cruise thì nhất anh có thể đi bằng từ San Francisco. Dạ. Hoặc là nhất anh đi bằng Seattle. Dạ. Hoặc là nhất anh có thể bay qua đến Canada, đi từ Vancouver chúng ta đi qua bên cái bằng cruise để đi qua Alaska. Đi qua tiểu bang Alaska. Dạ. Thế tuy nhiên đi cruise chúng ta chỉ có giới hạn, chúng ta phần lớn là chúng ta đi sẽ đi về phía đông nam của Alaska thôi. Yeah. Tức là cái khúc mà phần đất dài đất nó ôm sát vào với Canada. Yeah. Có nghĩa là một bên là Canada và một bên là biển. Mm. Và Alaska nằm chính giữa. Yeah. Thì còn tuy nhiên thì chúng ta có thể bay đến một cái thành phố lớn nhất của Alaska, đó là Anchorage. Anchorage thì chúng ta đến đó chúng ta cũng sẽ được thưởng ngoạn nhiều cái thắng cảnh. Nhất là tôi chưa có dịp đến nhưng tôi biết Delaney. Delaney là một cái thắng cảnh rất là nổi tiếng và một trong những cái 100 thắng cảnh nổi tiếng của thế giới về thiên nhiên. Và đó cũng là một trong thắng cảnh nếu chúng ta có dịp nên đến để biết về cái thắng cảnh Delaney như thế nào. Dạ, yeah. Mà từ đó thì nếu mà đi cruise thì từ ví dụ như San Francisco hay là Seattle thì thường mất bao lâu để mà tới được Alaska? Thì chúng ta có thể nói như thế này, yeah. Chúng ta đi từ Seattle chẳng hạn. Yeah. Chúng ta đi lên qua phía, nó đi đến cái đông nam của cái tiểu bang Alaska thôi. Có nghĩa là phần dưới này, cái phần dưới này thì đi như vậy chúng ta phải đi song song với cái đảo Vancouver Island. Mm. Vancouver Island là cái đảo thuộc về Canada. Yeah. Nó nằm trong cái bang gọi là tiểu bang British Columbia của Canada. Và đấy cái đảo này cũng rất là lớn. Thành ra chúng ta đi dọc lên, đi qua cái đảo này thì là đến cái khu vực đông nam, miền đông nam của Alaska. Yeah. Thì đi như vậy khoảng trên 500 miles. Yeah. Thành ra đi cũng khá dài đó. Yeah. Chúng ta đi thuyền thì chúng ta thấy nó chạy mất một ngày một đêm đó, chứ không có không ít giờ đâu. Yeah. Và tuy nhiên thì đi trên thuyền thì dĩ nhiên thì một cái du thuyền nó có nhiều cái function, có nhiều cái entertainment, có nhiều cái giải trí cho du khách thì mình thấy nó cũng ngắn cái đường lại. Yeah. Thế tuy nhiên thì đến nơi đó thì chúng ta mới có dịp đi quan sát được một số những cái thành phố cũng như thủ phủ của Alaska ở ngay cái khu vực khu đông nam của Alaska. Đó mà khu vực tôi nghĩ là cũng là một trong những khu vực mà người du khách và các du thuyền đi tới đó nhiều nhất. Cái lý do là chúng ta có thể xem những đàn cá voi nó bơi lội chạy theo du thuyền chẳng hạn. Yeah. Và chúng ta có thể nhìn cái cảnh hai bên cái gọi là những cái eo biển của nó đó, những cái straits, tôi không biết dùng cái hành lang biển. Yeah. Để đi vào cái khu vực đất liền đó. Yeah. Thành ra rất là đẹp, nhất là chúng ta có dịp để ngắm những cái lúc mà bình minh lên và chúng ta ngắm hoàng hôn xuống. Đặc biệt là chúng ta đến Alaska vào mùa hè đó thì nhất anh có thể hình dung cái bình minh nó lúc mấy giờ? Dạ, khoảng 4 giờ hay 4 giờ rưỡi sáng là bắt đầu mặt trời lên rồi. Nhưng mà vậy tối thì có tối trễ không ạ? Tối là hoàng hôn của Alaska khoảng 11 giờ đến 11 giờ rưỡi đêm. Vậy là một ban đêm chỉ có 3-4 tiếng là thành tối ra, thôi. Chúng ta thấy chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ là cái gọi là màn đêm thôi. Dạ. Thành ra chúng ta có rất là nhiều thời gian để chúng ta thưởng ngoạn được những cái thắng cảnh cũng như những cái sinh hoạt về phía bắc cực.
đi về phía bắc của bán cầu. Thì đó cũng là một trong những cái thú của người đi du thuyền. Còn nếu mà quý vị nào có thích thú hơn nữa, chúng ta đi lên những cái khu vực mà chúng tôi vừa trình bày, đó là thành phố lớn nhất của Alaska, đó là thành phố Anchorage. Yeah. Và ở đó chúng ta có thể đi nhiều cái du lịch, cái National Park của nó. Thì, dĩ nhiên tôi cho là rất là nổi tiếng. Riêng cá nhân tôi đó thì đến với khu vực miền đông nam của Alaska thì chúng ta có thể đến thăm, thứ nhất là cái thủ phủ của Alaska. Yeah. Thì nhiều người nhầm lẫn là cái Anchorage là thủ đô. Yeah. Của Alaska, nhưng không phải. Juneau mới là cái thủ đô. Nó là nằm trong một cái eo biển nhỏ. Nhưng mà thường tới thủ phủ là thường sẽ đông người ở hơn không anh? Không, thủ phủ thì chưa chắc đông. Yeah. Nhưng thành phố lớn thì những thành phố mà đô thị đó. Yeah. Thì nó thường lúc nào cũng đông. Chẳng hạn như cái thành phố Anchorage, 700-800 nghìn dân của Alaska, một nửa thì họ đã sống ở chung quanh cái thành phố lớn rồi. Yeah. Thành ra còn một nửa thì chia rải rác khắp nơi. Thành ra đối với cái thành phố Juneau, tôi nghĩ là khoảng 300-400 nghìn dân thôi. Yeah. Thành ra nó, nhưng mà nó là được một cái, đó là một cái thủ phủ được thiết lập vào từ cái thế kỷ thứ đầu thế kỷ thứ 20. Đó. Thành thử đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta nên đến để chúng ta biết về một cái văn hóa của cái thủ đô của Alaska. Ở đây thì ngày xưa cái thủ đô này đó, sở dĩ nó trở thành thủ đô đó là vào cuối cái thế kỷ thứ 19 đó, là cái cơn sốt mà đi tìm vàng á, của cái người khắp mọi nơi trên thế giới. Họ đổ dồn về San Francisco cũng có. Họ đổ dồn về bên British Columbia cũng có, và dĩ nhiên họ đổ dồn cả vào Alaska. Và họ đến đây, họ làm những cái tại trạm dừng chân cho họ, và dần nó trở thành một cái thị trấn, và dần dần nó trở thành một cái thủ phủ. Vào năm 1920 thì Juneau đã trở thành cái thủ phủ của Alaska. Nhưng mà cái đặc biệt mà chúng ta muốn nói đến cái điểm ở Alaska này, một cái lịch sử của Alaska rất là đặc biệt. Alaska vào thế kỷ thứ 19, 18, 19 nó thuộc về cái chủ quyền của nước Nga, đế quốc Nga. Nó có gần Nga không vậy anh? Nó sát ngay bên cạnh Nga. Chúng ta không thể hình dung ra được là biên giới của nước Nga và biên giới của nước Mỹ nó nằm trên một cái eo biển, nó cách giữa hai con đảo lớn và đảo nhỏ, là nằm sát cái khu vực mà cái khu vực eo biển của Bering. Và ở cách nhau chỉ một cái khoảng cách chỉ có 3 mile thôi, đó là biên giới của Nga và Mỹ. Đó. Và chúng ta đến đó thì chúng ta mới thấy cá nhân tôi, khi tôi đến thì tôi nhìn thấy một cái chuyện khác là cái biên giới của nước Mỹ nó tới đó nữa. Thành thử chúng ta đừng quên rằng cái nước Mỹ mỗi lần có thế chiến chẳng hạn, muốn đánh nước Mỹ thì người ta phải bắn tới cái Washington DC chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà người ta quên rằng ở Alaska họ bắn hỏa tiễn đi vào Moscow, bắn vào Beijing, bắn vào những cường quốc, thủ đô các cường quốc Âu Châu, Á Châu nói chung đó, rất là gần. Chỉ hơn 5.000 cây số là đến rồi, trong khi họ bắn đến bên Hoa Kỳ phải cỡ gần 10.000 cây số. Khác nhau nhiều lắm. Thành ra nếu về cái mặt mà tôi không phải là nhà quân sự, nhưng mà nhìn qua cái đó thì tôi thấy khó lắm, đánh nước Mỹ khó lắm chứ không dễ. Cảm ơn anh Thắng, và như anh sẽ nghe anh Thắng kể nhiều hơn về Alaska trong phần 2 của chương trình.